Hôm nay trong những ngày đầu năm học mới và cũng là dịp Trung thu năm 2018, thì hôm nay đến với trường tiểu học Lương Hòa, Vùng Trôm, công ty bánh kẹo Phạm Nguyên, thành phố Hồ Chí Minh đến tổ chức Trung thu cho các em thiếu nhi ở trường tiểu học Lương Hòa. Đây là công tác chuẩn bị. Đây là toàn quang cảnh ở bên trong. Quang cảnh ở bên trong của trường tiểu học Lương Hòa. Phía đằng xa kia là một số anh chị đang chuẩn bị các phần quà cho các em. Đây là các dãy phòng học. Hôm nay là ngày chủ nhật nên là các em các cháu được nghỉ học và chuẩn bị cho phần Tết Trung thu cho các cháu. Đây là quang cảnh của trường tiểu học Lương Hòa, nhìn từ phía bên trong nhìn ra. Ngoài kia là một số anh, một số chú đang chuẩn bị treo băng rôn để chào mừng đoàn đại diện của công ty bánh kẹo Phạm Nguyên ở thành phố Hồ Chí Minh. Đây là các anh chị của công ty Phạm Nguyên đang chuẩn bị các phần quà cho các cháu trong buổi Trung thu hôm nay, ngày 16 tháng 9. Sạc pin chưa? Dạ con gái, con tên gì? Con nay mấy tuổi? Mấy tuổi con học lớp mấy rồi? Lớp 2 hả? Con có mong muốn tới Trung thu không? Có không? Có không? Con có mong muốn tới Trung thu không gái? Tao muốn trước. Con muốn trước hả? Tao muốn trước. Con mấy tuổi? Hả? Con mấy tuổi nè? 3 tuổi. Con tên gì? Tuổi gì? À, con muốn tới Trung thu rồi con để con được cái gì? Mong muốn tới Trung thu để con được gì nè? Chơi. Vừa chơi hả? Có muốn đựng bánh không? Ngồi đại cho nào biểu đi hả? Ai ngồi ngồi ai đứng đứng. Vô thêm luôn mấy anh chị. Vô luôn anh, vô luôn anh. Cho Phong làm bóng hồng trước anh. Thành phố nhà ở cảnh rồi, giờ chỉ có hai vợ chồng già nha. Cô Kim Thoa hả? Gọi là cô Ba Tuấn hả? À. Hôm nay đoàn ghé nghỉ trưa, đoàn ghé nghỉ trưa tại nhà cô Kim Thoa. Đây có một số bưởi. Bưởi. Nè bưởi, bưởi gì cô? Này là bưởi gì cô? Đây là bưởi gì cô? Bưởi da xanh con. Bưởi da xanh hả? Đây, cái này nó là cái loại mà cô bỏ lại ha. Dạ. Yeah. Mà nay là cô hết lại không để á. Dạ. Yeah. Về cô cũng phải cho cô đó. Đây, hôm nay đoàn ghé nghỉ trưa ở nhà cô. Làm nước. Trước đây là vườn rất là đẹp. Có hoa hồng. Ở đây là dừa Bến Tre. Đoàn các anh chị đang vô nhà cô để nghỉ trưa. Anh vừa nước nha. Nước rất ngọt, cái cơm ở trong á, cái cơm trong á.
Nó đặc đặc vậy hả? À đó là dừa sáp hả? À dừa sáp. Đây là mắng cầu. Dừa sáp với lại dừa này nó khác nhau chỗ nào kìa anh? À, dừa của mình uống nước ở đây là gọi là dừa ta hoặc là dừa xiêm bình thường, còn dừa sáp thì cái ruột nó bên trong nó đặc 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 kẹo lại, khi mình bở nó ra mình lấy cái muỗng mình múc á, muỗng mình ăn nó rất là ngọt, rất là ngon. Nhưng mà ở ngoài nhìn giống nhau, ở ngoài nhìn thì giống nhau, cơ bản là giống nhau. Còn một loại nữa là dừa dứa. Dừa dứa mình uống nước nó thì nó thơm mùi lá dứa, rất là thơm. Ở dừa sáp thì chủ yếu là thường thường là ở bên Trà Vinh nó trồng nhiều, còn ở Bến Tre mình đây ít lắm. À. Đi lông hồng. Hồng này hồng gì cô? Hồng này là hồng lửa con. Hồng lửa hả? À. Còn mấy cái này là hồng này là hồng này cắt giống lai tạo giống à. À. Bông nó nhỏ ha. À, cái hồi F1 nó bự ghê à. Cái dòng từ từ nó nhỏ lại con. Dạ yeah, yeah. Nó không bị sâu ăn nè, thấy không? Dạ. Chết. Phát hiện rồi. Nó cắn hay là con ốc ta? Nó cắn cái sâu hay gì vậy? Sâu hay vậy? Ừ. Cắn thêm một bông nữa rồi. Bên đây bị hai con nữa. Nè. Nó lựa chỗ nào non nó ăn không ha. Thì đó. Ở đây không phải chỗ. Ở đây mình cũng khách như nhau. Này hình như là cây dâu à. Cây dâu. Dâu. Tôi chọc không có được, nó dai vậy lắm, có dính mớ trong trái kìa. À. Đúng rồi, dâu. Coi về nước cho ăn không? Đây là cái chị đang tham quan vườn, vườn ở Bến Tre. Quê mấy chị ở đâu? Quê chị ở đâu lận? Đồng Tháp hả? Ôi Đồng Tháp cũng bị xuống nước mà. Cái này là trái mùa không? Không có dừa nước hả? Không. À. Có ruộng nước đó mà. À. Dâu đâu dâu? Đây là buồn dừa nước. Buồn đó còn non. Nó dạ tròn. Ơi. Nó tròn cái trái ra tí xíu nữa thì nó mới có cái bên trong. Còn nó là tầm này thì nó chỉ có nước thôi. Nước nó một ít xíu à. Nó có chợ cỡ chừng bự hơn ngón tay mình xíu. À, trái này trái mùa u. Trái mùa u này là dơi nó đã ăn rồi nè. Giờ nó ăn là nó còn cái còn không? Cái trái ở bên cái này cái ruột bên trong. Cây là cây dâu. Cây dâu. Cây này là cây dâu. Còn à, trên cây vừa rụng xuống đây nè. Cái mới chọt đó. Ủa vậy chứ cái trái này đâu? Trái đó là trái mùa u, con dơi nó tha từ đâu á, về đây nó đậu đặng ở đây nó ăn á. Bây giờ. Còn quá. Cái trái này chỉ nhặt ở dưới gốc thôi. Mấy đứa này cứ lì lì. Dâu này chưa có ruột đâu, còn non lắm. Cái này còn nhỏ lắm. Này chưa làm dâu được đâu. Này đợi thêm một số năm nó mới làm dâu được. Uống họ no mà bụng. Bụng lên nữa mà cô. Để gì ăn đi. Không có đâu. Tại vì cô không biết chủ đình tụi con đi làm sao. Chứ cô biết mà tụi con chịu xuất nhà cô vậy là hôm qua cô nhờ cái bà chị bên kia bán nóng số gà cho cô ăn rồi. Đó, cô nói vậy á, mà tay mình mang lên nên tẩm tiền đói quá thôi. Người ta có gì người ta đãi tụi con lấy đi kể tấm lòng người ta. Mọi người đang tiếp năng lượng cho một hành trình chuẩn bị cho chiều nay. Đây là bưởi da xanh ruột hồng. Các chị cho một cái cảm nghĩ về bưởi da xanh ruột hồng của Bến Tre đi. Quá ngon. Nó vị nó như thế nào? Ăn thêm trái nữa mới biết quên. Thương là đổi vị. Cho nó đổi vị là biết là ngon hay không. À, nhìn ra mấy chị nói là nhìn cái dĩa là biết ngon hay không. Cô tên gì cô? Cô Mai hả? À. Bữa này nè, bữa này là khác bữa nãy hay là chung loại cơ? Cũng da xanh ruột hồng luôn hả? Không, cái loại này khác. Khác thôi. Bữa da xanh chỉ có một cái bữa da xanh ăn hộ mà nó
buổi họp ha. Nhưng mà tụi con về đây ăn buổi buổi sạch. Dạ. Tụi con ăn á là vừa vừa ta. Dạ. Lai á người ta bự lắm nhưng mà nó không có ngon. Chút ra vừa. Vừa xiêm xanh này với vừa xiêm kia mình uống thì nó khác nhau như thế nào không? Cái vừa kia nó lạc nước hơn. Dạ. Nó không có bằng đâu. Nếu cái vừa xiêm mặc dầu là vừa ẻo cũng vậy, nó là vừa uống nước với lại vừa mà vừa lụt quá, vừa là vừa xiêm vẫn uống vẫn ngọt. Còn dạ. Cái vừa trái bự là cái vừa cây cao của cô nè. Dạ. Là vừa người ta để người ta làm bánh. Làm nước hút dừa. Dạ, nó vừa ta vừa đá lớn nha. Họ đốt họ bán vừa nạo luôn. Dạ. Ừ. Một chút ra vườn cho quay. Này vừa xiêm là uống nước ngọt nó thanh ha. Chút dẫn ra vườn chụp hình rồi chơi. Dạ. Nó sao cũng có mà nó lên trên cao nữa. À, có, đã chở được rồi cho. Có thương cũng có nữa. Cô sáng cô đi hồi đó. Rồi nếu mà cô đã cần tiếp cái hôm thôi là cô nấu vậy mà tụi con chịu xuống nhà cô này là ok quá. Ở đó bạn của mấy chị con gái của cô về á. Vừa xin đó cô để vậy nè, một đống mấy trăm. Nó xuống cái xe hàng mấy vô hồi. Thôi. Bác có cho tụi con xin không? Thì bác ba tụi con ăn nhiêu còn nhiêu tụi con cứ mang về, nó mang hết. Mỗi người bác cầm đi về thì nha. Nghĩa là có nhiều tình rồi. Nó xuống được một lần, nó cứ năn nỉ con gái của bác là cô hoài nó trời muốn vòng vòng đây nè, có không? Con thấy nó xong nước vậy á, chứ dạ. À, cô, ông giải cái trà vậy, ông kiếm mấy đồng ra té bạc rồi á. Dữ lắm. Nó coi như là thiên nhiên á, nó thật khỏe á. Con thấy ngày hôm qua nè ha, đó con thấy nè, tép vậy nè, đó. Đây là con xong biết cái gì đâu, cắt xong là con tép ba, cái bạc đất á, nhưng mà con quay đâu được, tại chài, vì chài, này mình chài lên mình hả? Chài á, dạ. Rồi cái bỏ vậy nè, không có cái tiền làm nên bỏ luôn này nè, dạ. Rồi tôm nữa, nè, con lại càng nè, tôm nữa. Rồi như này mình chài cũng còn tép cá đâu bình thường hả không? Bây giờ nó mai là nó thiếu dữ lắm rồi, nó ít dữ lắm rồi, dạ. Ví dụ như bây giờ một con nước như vậy, ví dụ con nước 15 ngày, dạ. Thì nó chỉ có 2-3 ngày là nó có tép à. Rồi phải để đợi tới con nước sau trời mới có. Dạ. Chứ bây giờ nó ít dữ lắm rồi. Ít quá hả? Ít mắt quá trời quá đất mà bây giờ. Có cái trường hợp mà người ta thuốc với người ta chích điện được như này mình có bị trường hợp không? Luôn, cái đó là vẫn bị luôn. Dạ. Cái số đó là nó đi kiếm tôm cà, kiếm cá rồi. Dạ. Nó chích nó thuốc vậy là chết sạch hết trơn. Nó thuốc á, thường là nó thuốc rạch. Nó thuốc rạch, dạ. Rồi khi mà thí dụ nước trồng thì nó thuốc lớn như nước nó nhồi trở lại, nó vô mương là bây giờ nuôi nhiều khi nó uống được. Dạ. Bị nước đó nó chảy vô nó ảnh hưởng. Nó chảy vô nó ảnh hưởng. Dạ. Rồi cái vụ mà thí dụ nó đi chích điện thì nó chết tại chỗ. Còn cái thuốc đó là nó tàn oan nó sợ luôn. Rồi thứ hai nữa, thí dụ như cái sử dụng mà cái thuốc mà bảo vệ thực vật đó, yeah. Mà nó có những cái loại gì nó xịt rồi đó, mà nó rớt xuống là tôm cá gì cũng chết sạch hết luôn. Yeah. Nặng cái hơn là cho tôm nó vô nó ra không được, cái chậm hết. Dạ, dạ. Mấy con mưa của mình làm mình chậm vô mà nó không gà. Không, thì nói bị gì mình chỉ thấy là là cái hôm của nó là tôm. Anh ở đâu lận? Ở đâu? Tiên Thủy. Tiên Thủy hả? Anh... Ba cái... Có bên này có mấy cái ghe câu á, cũng hay qua chỗ nhà máy đường Tiên Thủy lên chỗ Vàng An Hiệp á, câu cá lên đó. Ba sa, cá dứa, cá ngát. Wow. Cái ngoài sông, cái ngoài sông lớn. Mà có những cái trường hợp nó xịt điện á, xịt điện quá. Ngoài trời thì thời tiết đang rất là tốt để chuẩn bị cho buổi lễ Trung thu chiều nay. Bên trong này là khâu hậu cần để chuẩn bị cho quý đại biểu có một sức lực thật là tốt, chuẩn bị cho một đêm hội. Đây là dọn cơm trưa. Cô rất là tất bật, rất là tất bật.
con. Chị nhắn lại giờ về tới dùng cơm trưa phải không? Đâu ơi, gọi đó sao ăn con. Đây là món canh chua xào. Anh ơi, anh có thấy nhớ không nè? Chừng nào mình nhớ hết chưa? Sau cơn mưa, bây giờ đang chuẩn bị cho vệ sinh, cho sạch sẽ để đi vào chương trình mọi người ơi.